Bà Liễu Thị Hà, 38 tuổi, cư dân của Westminster, vừa đã bị truy tố là 37 tội đại hình về nói dối khi ra khai gian để xin trợ cấp, 11 tội đại hình về trộm và 2 tội đại hình vì giúp diễn dịch sai lạc. Nếu bị kết tội, bà Hà đối diện với bản án tối đa là 48 năm và 8 tháng tù ở tiểu bang. Các thông tin về vụ án này được Văn phòng Biện lý quận Cam phổ biến vào chiều thứ 6 và báo OC Register đã đăng trên mạng báo này. Ba người trong một gia đình sẽ thụ lý vào chiều thứ 6 tại tòa án Worcester State Center vì lừa gạt nhiều sở quận Cam để lấy hơn là 140.000 USD tiền trợ cấp bằng cách nói dối và không báo cáo tài sản sở hữu trong các đơn xin phúc lợi trong 8 năm trời. Bà Hà có hai con từ tháng 6 năm 2002 tới tháng 2 năm 2010 đã lãnh tiền tài trợ gia cư hơn là 88.000 USD qua chương trình OCHH Section It's Housing Choices Voucher nhờ là khai gian. Từ tháng 2 năm 2004 tới tháng 2 năm 2009, bà Hà bị cáo buộc khai gian để lãnh tiền trợ cấp xã hội hơn 44.000 USD tiền mặt, trợ cấp y tế, tem phiếu thực phẩm và dịch vụ chăm sóc con nhỏ, mà trên nguyên tắc bà không đủ điều kiện để hưởng. Bà giấu sự kiện bà làm chủ một tiệm nail trên Los Angeles và làm chủ một căn nhà ở Westminster và cho xe phòng trong nhà này mà không khai lợi tức. Người dì của bà Hà là Huệ Thị Chu, 37 tuổi, cư dân ở Garden Grove, bị truy tố 16 tội đại hình vì nói dối khi điền đơn khai gian và 10 tội đại hình vì trộm. Bà Chu đối diện với bản án tối đa là 25 năm và 4 tháng tù ở tiểu bang nếu bị kết tội. Chồng cũ của bà Chu là ông Hải Điền Lưu, 49 tuổi, cũng ở Garden Grove, bị truy tố 11 tội đại hình vật trộm và 1 tội đại hình vì nói dối khi điền đơn khai gian. Ông đối diện với bản án tối đa là 11 năm và 4 tháng tù tiểu bang nếu bị kết tội. Đổ bể bởi vì một nhân viên ở sở gia cư quận Cam đã thấy khả nghi và đã báo cáo lên biện lý để điều tra. Cả ba người bà con này bị bắt vào hôm thứ Năm, năm ngày 24 tháng 3 năm 2011. Mỗi người bị buộc tiền tại ngoại là 500.000 USD và phải chứng minh rằng tiền này là từ một nguồn hợp pháp trước khi xin nộp tiền tại ngoại. Kính thưa quý vị, nhìn lại quá khứ một chút. Tính từ năm 2008 thì theo thống kê của Mỹ cho đến năm 2013 thì số người Mỹ xin hưởng food stamp tăng 70%, đạt đến con số là 47,8 triệu người vào cuối năm, theo tin của MSN. Điều đáng ngạc nhiên đó là 15% dân số toàn quốc nhận trợ cấp này, tăng gần gấp đôi so với năm 1975. Thời gian mà nước Mỹ lâm vào tình trạng lạm phát cao do hậu quả của kinh tế suy thoái và khủng hoảng dầu hỏa. Năm 2012 thì Hoa Kỳ đã chi ra số tiền kỷ lục đó là 74,6 tỷ USD cho phúc lợi food stamp, cao hơn gấp đôi mức chính phủ phân phối trước khi quốc gia gặp cơn đại suy thoái. Tình trạng suy thoái chính thức kết thúc vào năm 2009 và nền kinh tế đã cải thiện dần từ khi gặp phải cuộc khủng hoảng tài chính và vụ nổ bong bóng nhà đất. Trong thời gian gần đây năm 2017, nước Mỹ gánh chịu liên tục những trận thiên tai như lũ lụt, hỏa hoạn ở tại một số tiểu bang gây thiệt hại khá là nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp một cách sâu rộng đến đời sống của người cư dân. Điều ảnh hưởng nặng nề nhất đó là ảnh hưởng đến nồi cơm, đến công việc, làm ăn của người dân đã khiến cho họ lâm vào những cảnh khốn cùng và nhiều gia đình đã lâm vào cảnh không nhà, không cửa. Chính vì thế vừa qua chúng ta đã thấy ở Florida, hàng người rồng rắn đã xếp hàng để mà chen chúc chờ đợi lãnh những cái phiếu trợ cấp về thức ăn để nhằm cho cuộc sống được dễ dàng hơn cũng như là nhẹ nhàng hơn. Có thể hậu quả do những trận thiên tai lại làm cho các thêm nhiều người xin trợ cấp food stamp. Bên cạnh đó cũng là do thị trường việc làm tiến triển chậm và hơn nữa tiêu chuẩn xét cấp phúc lợi này dựa theo thu nhập và mỗi cá nhân được nới rộng hơn vào năm 1996 khi mà cựu Tổng thống Bill Clinton đã đưa ra chương trình cải tổ hệ thống phúc lợi welfare. Cũng nhìn lại năm 2013, việc cắt giảm food stamp đã khiến cho 47 triệu người Mỹ đã bị ảnh hưởng một cách trực tiếp. Hơn 47 triệu dân Mỹ được nhận trợ cấp bằng phiếu thực phẩm food stamp
bị ảnh hưởng vì biện pháp cắt giảm của liên bang kể từ thứ Sáu, ngày 1 tháng 11 năm 2013 trong quá khứ trước đây. Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp USDA, trợ cấp cao nhất cho một gia đình 4 người đó là 668 đồng và bây giờ sẽ bị giảm bớt chỉ còn 36 đồng mỗi tháng. Nếu trợ cấp là 200 đồng thì sẽ bị giảm là 11 đồng. Ở tại California, hơn 4 triệu dân thụ hưởng chương trình SNAP và cũng theo tính toán của Bộ Nông nghiệp, một bộ gia đình 4 người sẽ mất khoảng 21 bữa ăn mỗi tháng. Hai đảng ở Quốc hội đã không đồng ý về ngân sách SNAP có liên quan đến ngân sách trợ cấp nông nghiệp. Hạ viện Cộng hòa đã biểu quyết dự luật cắt giảm SNAP thêm 40 tỷ USD trong 10 năm. Nhưng mà Thượng viện Dân chủ chỉ đề nghị là cắt giảm 4 tỷ USD. Cũng liên quan đến vấn đề trợ cấp, food stamp cũng sợ bị trục xuất và nhiều di dân bất hợp pháp đã không dám lãnh food stamp. Việc lùng bắt thành phần di dân bất hợp pháp của chính phủ Donald Trump đang khiến nhiều người thuộc giới nghèo phải có quyết định ảnh hưởng trực tiếp tới cái dạ dày của họ, đó là rút khỏi chương trình nhận trợ cấp thực phẩm vì sợ bị trục xuất. Theo giới tranh đấu cũng như là thành phần di dân, những người không phải là cư dân hợp pháp ở Mỹ không được tham dự vào chương trình có tên chính thức, đó là chương trình trợ giúp dinh dưỡng bổ sung, viết tắt đó là SNAP. Nhưng trong nhiều gia đình nghèo ở Mỹ, có lẫn cả những cư dân hợp pháp và bất hợp pháp, như các trẻ có quốc tịch vì sinh ra ở Mỹ. Trong những trường hợp này, thường thì người lớn vốn là di dân bất hợp pháp, nộp đơn xin trợ cấp thực phẩm. Một số người trong số này nay cảm thấy điều đó thực là nguy hiểm dưới thời của chính phủ Tổng thống Donald Trump do việc thi hành luật di trú là ưu tiên hàng đầu. Trên khắp nước Mỹ, có nhiều câu chuyện về người di dân bất hợp pháp từ chối nỗ lực của các tổ chức thiện nguyện nhằm ghi danh họ vào chương trình Food Stamp, không xin tái cấp hay là rút khỏi chương trình này vì là e rằng họ sẽ bị trục xuất. Họ không muốn viết tên và địa chỉ của họ lên mẫu đơn chính phủ vì họ sợ là sẽ bị tìm ra và bị trục xuất. Theo lời của bà Tira Smith, giám đốc điều hành cơ quan thiện nguyện công giáo ở Orange County, California. Chương trình Food Stamp mỗi tháng cấp trung bình vào khoảng là 120 đồng cho mỗi người trong gia đình để mua nhu yếu phẩm theo thời điểm hiện tại. Những người tranh đấu cho quyền lợi di dân nói rằng có quyết định không nhận phiếu thực phẩm là cả sự suy nghĩ đắn đo, bởi lẽ có thể họ sẽ lâm vào cảnh khó khăn hơn. Điều đó có nghĩa rằng ít thức ăn trên bàn hơn và số lần ăn có thể ít hơn trong các gia đình mà trẻ nhỏ có quyền được hưởng vì chúng là công dân Hoa Kỳ. Theo ông Andrew Hammond, một luật sư tại trung tâm Sargent Server ở Chicago, cho hay như vậy. Hiện là khó mà xác định rõ ràng mức độ sâu rộng của hiện tượng này. Con số người nhận food stamp tiếp tục giảm cùng với sự phục hồi sau cuộc đại suy trầm và người ta có thể ra khỏi chương trình này vì nhiều lý do khác nhau. Có những lý do khách quan, cũng có những lý do chủ quan do cuộc sống của họ tốt lên. Ông Mark, một người nổi tiếng tranh đấu đòi giảm thành phần di dân bất hợp pháp ở Mỹ, đã nói rằng tình trạng của những người này chỉ phản ánh một thực tế là rõ ràng là nhiều người đến Mỹ không có được khả năng cần có để đi làm và kiếm tiền để sinh sống bản thân mình. Đây là một sự bắt chẹt lòng nhân, giống như là nói rằng nếu người Mỹ quý vị không cho tôi tiền, tôi sẽ không thể ở lại đây và nuôi các con của tôi, ông cho hay. Nhưng đó là sự lựa chọn của họ, không ai buộc họ phải lén trốn vào Mỹ, ông cũng nói tiếp như vậy. Trong tài khoá năm 2015 có khoảng 3,9 triệu trẻ nhỏ sống với cha mẹ không phải là công dân Mỹ, nhận tem phiếu thực phẩm và theo Bộ Nông nghiệp Mỹ là cơ quan điều hành chương trình này cho hay như vậy. Trên trang web của mình, Bộ Nông nghiệp Mỹ thì nói rằng những người không là công dân Mỹ cần phải biết là họ sẽ không bị trục xuất hay là cấm không cho trở thành thường trú nhân chỉ bởi vì là họ nộp đơn hay nhận các quyền lợi từ chương trình SNAP. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng